Chỉ với 13 triệu, bạn đã sở hữu ngay một chiếc laptop văn phòng chất lượng từ hiệu năng đến ngoại hình. Đó là chiếc laptop Aspire 3 đến từ nhà Acer. Ấn tượng đầu tiên của mình khi nhìn vào chiếc laptop này đó là sự thanh lịch đến từ thiết kế. Bao phủ toàn bộ vỏ máy là màu xám bạc khiến tổng thể chiếc máy này trông vô cùng sang trọng. Màn hình của chiếc laptop này rộng 15,6 inch Full HD, tần số quét là 60Hz, được tích hợp công nghệ Comfy View giúp bảo vệ mắt và sức khỏe của người dùng. Bàn phím của chiếc Aspire 3 này là bàn phím tiêu chuẩn, có phím số để bạn thuận tiện khi sử dụng hơn. Phím bấm vuông vắn, hành trình phím sâu cho bạn cảm giác gõ rất là đầm tay. Touchpad rộng rãi cho cảm ứng đa điểm để bạn sử dụng thoải mái mà không cần chuột rời. Với chiếc laptop này thì bạn sẽ có đầy đủ các cổng kết nối bao gồm 3 cổng USB 3.2 Gen 1, một cổng HDMI, một giắc cắm tai nghe để bạn có thể truy xuất và kết nối với các thiết bị ngoại vi. Dung lượng pin là 3 cell 40Wh. Với dung lượng pin này thì bạn có thể thoải mái sử dụng cả ngày. Ở chiếc Aspire 3 này, bạn sẽ có bộ vi xử lý Intel Core i3 1215U với 6x8 luồng, 8GB DDR4, 512GB SSD, tích hợp các đồ họa Intel UHD Graphics để bạn thoải mái xử lý các tác vụ văn phòng. Có thể nói chiếc laptop này rất phù hợp với những ai là học sinh sinh viên hay là dân văn phòng. Chọn laptop khó đã có án phát lò.